Chú Vũ ạ. Anh Chi à, hôm nay á con có đi học không? Cháu đang đi thu âm chương trình cho tớ kề bên bên cho chú Nam ạ. Vậy cháu đi với cô Hà hả? Dạ không ạ, nay cháu đi xe buýt qua. Cô Hà đi thăm chú Nghĩa rồi ạ. Chú cảm ơn nha. Vâng, cháu chào chú ạ. Về thôi, kẻo cái tì đợi. Sao anh... Sao anh biết em ở đây chứ gì? Muốn biết á, thì sẽ có cách mà. Em với anh ta nói chuyện sao rồi? Có vẻ anh ta cũng nghĩ thông rồi. Rõ ràng á, việc xin giảm án cho anh ta là một cách xử lý hay. Có thế nào đi nữa thì anh ta cũng sẽ biết á, nhà mình á đã có thiện chí. Vậy thôi em. Em sao vậy? Tôi thấy tiếc cho anh ta. Anh ta cũng là một người ưu tú, có năng lực, có khát vọng và cũng có những chân thành. Trước đây đã có lúc tôi thành thật nghĩ rằng tôi sẽ nắm tay anh ta đi đến hết cuộc đời. Vậy mà bây giờ thành ra thế này. Còn anh ta, thứ mà anh ta sẽ tiếc nhất á chính là em. Điều đó đâu còn quan trọng. Ngày hôm nay tôi đã nói, tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Tôi sẽ khép lại quá khứ để bước về phía trước. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước. Mình về thôi. Em lên xe đi. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy ạ? À? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Bố ơi,
đi. Con chào anh ngoan. Đi ông đi con. Ông chào cháu. Bố vẫn mơ được nghe tiếng gọi ông này đấy. Và bố cũng mơ là con gái của bố sau này trở thành người mẹ. Một người mẹ con ạ. Ông sao với mẹ nữa? Lan. Tốt rồi. Như thế này là tốt rồi. Khi anh ta ra tù, em vẫn tính di cư chứ? Lý lịch của anh ta có vết đen. Muốn nhập cư cũng phải mất vài năm. Anh cũng hiểu. Em cũng chán ngấy anh ta rồi đúng không? Bỏ thì thương, vương thì tội hả? Gì đấy? Đáp lại tín hiệu của em, chẳng phải em muốn anh trả khoản lãi cho em còn gì? Mẹ còn nhớ cái lần mẹ con mình nói chuyện điện thoại cuối cùng không ạ? Mẹ có bảo con nó có thể tin mẹ của vua, nhưng mà phải chừa ra một góc để đề phòng. Phải rồi. Sao thế con? Bây giờ con ở trong này nhiều chuyện con không xử lý được, con không giải quyết được. Con chỉ tin mỗi mình mẹ thôi à? Có chuyện gì sao? Con cần gì ở mẹ? Mẹ phải hứa với con, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Mẹ hứa, nói đi, mẹ giúp gì cho con?